Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 28 tháng 9 cảnh báo vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tại Lebanon của Israel cho thấy không có địa điểm nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm với của Israel. Ông Netanyahu cảnh báo Iran rằng Israel sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào đe dọa nước này. Ông Netanyahu nhấn mạnh việc hạ sát thủ lĩnh Nasrallah cũng là một thông điệp gửi đến Hamas. Ông tuyên bố thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa sẽ nhận ra rằng Hezbollah không còn cứu ông ta được nữa và như vậy cơ hội để đưa các con tin Israel ở Gaza trở về là càng lớn. Ông Netanyahu nói với người Israel rằng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn, mô tả giai đoạn này là bước ngoặt lịch sử. Ông nói chúng ta sẽ đối mặt với những thách thức đáng kể trong những ngày tới và sẽ vượt qua chúng. Theo các nguồn tin từ Đài ABC News, IDF dường như đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ chống lại Hezbollah ở Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, việc tiêu diệt thủ lĩnh Nasrallah là điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu của Israel là đưa người dân miền Bắc Israel trở về nhà và thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong những năm qua. Thủ tướng Netanyahu cũng gửi thông điệp tới lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và chính quyền của ông rằng bất kỳ ai muốn đánh bại chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh bại họ. Trong diễn biến liên quan, theo hai quan chức Mỹ, lầu năm góc đang xem xét các phương án tăng số lượng binh sĩ và thiết bị ở Trung Đông sau vụ ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Hôm 28 tháng 9, các quan chức quân sự đã trình bày với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin phương án hỗ trợ quân sự bổ sung cho khu vực và ông đã thảo luận về tình hình quân sự hiện tại cũng như một số phương án trong cuộc họp với Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo an ninh quốc gia. Mỹ hiện có khoảng 40.000 binh sĩ trong khu vực, nhiều hơn quân số vào thời điểm Iran trả đũa Israel vào tháng 4 năm nay. Mỹ cũng có quân đội và tài sản trong khu vực để hỗ trợ việc sơ tán dân thường nếu cần thiết. Bên cạnh đó, có khả năng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman sẽ được chuyển hướng từ châu Âu đến Trung Đông, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Tuyên bố sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel đã không rút ra bài học từ cuộc chiến tội ác kéo dài cả năm ở Gaza và không hiểu rằng việc sát hại hàng loạt phụ nữ, trẻ em và dân thường sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc vững chắc của mặt trận kháng chiến và không thể làm suy yếu nó. Bây giờ họ đang lặp lại chính sách tương tự ở Lebanon. Ông nói hôm nay với ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa, Lebanon sẽ buộc kẻ thù tội lỗi, độc ác và đáng hổ thẹn phải ăn năn. Ông khẳng định tất cả các lực lượng kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ lực lượng này. Số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi lực lượng kháng chiến do Hezbollah cao cả lãnh đạo. Theo ông Khamenei, khi thực hiện hành động như vậy, giới lãnh đạo Israel đã thể hiện sự thiền cận của mình. Lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo nói thêm rằng IDF quá yếu để có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Hezbollah ở Lebanon. Ngày 28 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố giết chết Hassan Nasrallah, tổng thư ký phong trào Hezbollah của người Syria ở Lebanon trong một cuộc không kích vào trụ sở của tổ chức này ở Beirut. Cơ quan báo chí của Hezbollah sau đó xác nhận rằng tổng thư ký phong trào Hezbollah ở Lebanon Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut tuyên bố cho biết Seyid Hassan Nasrullah, tổng thư ký Hezbollah, đã gia nhập cùng các liệt sĩ mà ông đã lãnh đạo trong hơn 30 năm. Giữa những thông tin về cái chết của tổng thư ký Hezbollah, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã được chuyển đến nơi an toàn với các biện pháp an ninh được tăng cường. Phong trào Hamas của Palestine đã ra tuyên bố tiếc thương ông Nasrallah và tuyên bố thành lập một mặt trận thống nhất với phong trào Hezbollah của Lebanon. Tuyên bố của Hamas cho biết chúng tôi, các thành viên của phong trào Hamas và đối mặt với tội ác và vụ thảm sát của Israel này phải đổi mới tình đoàn kết tuyệt đối và sát cánh cùng những người anh em của Hezbollah và lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Lebanon, những người cùng với người dân của chúng tôi và lực lượng kháng chiến để bảo vệ nhà thờ Hồi giáo al cũng như các quyền hợp pháp của người dân chúng tôi và mong muốn tự do, độc lập và quyền tự quyết của họ. Hamas cho biết lịch sử đã chỉ ra rằng những người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại kẻ thù do Thái được thay thế bằng một thế hệ lãnh đạo dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn để tiếp tục đối đầu với kẻ thù do Thái cho đến khi nó bị đánh bại và bị loại khỏi vùng đất và khu vực của họ. Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đã ra lệnh tổ chức quốc tang trên toàn Iraq trong ba ngày để tưởng nhớ ông Nasrallah. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, lực lượng phòng vệ Israel IDF vào ngày 28 tháng 9 ra thông báo cho biết thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong vụ không kích của IDF vào tối hôm trước. Thông báo nêu rõ, sau khi nhận được thông tin tình báo chính xác từ IDF và cơ quan an ninh Israel, máy bay chiến đấu của IDF đã tiến hành một cuộc tấn công có mục tiêu vào trụ sở chính của Hezbollah nằm dưới lòng đất bên dưới một tòa nhà dân cư ở Dahie tại Beirut. Ngoài Nasrallah, còn có Ali Kaki, tư lệnh mặt trận phía nam của Hezbollah và một số chỉ huy khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong vụ không kích. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết các cuộc không kích của Israel đã san phẳng 6 tòa nhà. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel. Các đài truyền hình Israel đưa tin cuộc tấn công có liên quan đến bom với tổng cộng là hàng chục tấn thuốc nổ Ngoại trưởng Iran Abbas Adachi, cáo buộc Israel đã dùng vài quả bom xuyên phá hầm ngầm nặng 2,3 tấn do Mỹ chuyển giao để tấn công các khu dân cư ở Beirut. Ông không đề cập cụ thể tên loại bom, song một số chuyên gia nhận định quan chức Iran đang nói đến dòng GBU-72 được Mỹ phát triển từ năm 2021. Giới chức Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin liên quan đến quả bom. Israel vừa tiến hành hàng loạt cuộc không kích lớn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon, trong đó có trụ sở chỉ huy chính và các kho vũ khí của nhóm này tại thủ đô Beirut. Các vụ không kích diễn ra ngay sau khi nước này bỏ ngỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ, Pháp và tuyên bố sẽ tiếp tục làm suy yếu Hezbollah bất chấp các lời kêu gọi hạ nhiệt tình hình. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, theo giờ Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích Hezbollah đã biến các thị trấn sôi động miền Bắc nước này thành những thị trấn ma với việc hơn 60.000 người dân đã phải di tản trong gần một năm qua do đó israel có quyền loại bỏ mối đe dọa này israel có mọi quyền để loại bỏ mối đe dọa từ hezbollah và đưa công dân của chúng tôi trở về nhà an toàn đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm chỉ trong tuần này quân đội israel đã phá hủy phần lớn tên lửa của hezbollah vốn đã chế tạo băng nguồn tài trợ của iran trong ba thập kỷ chúng tôi đã tiêu diệt những chỉ huy cấp cao của nhóm này và cũng sẽ tiêu diệt những người thay thế họ Chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu Hezbollah cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Theo quân đội Israel, hôm qua họ đã tấn công phá hủy trung tâm chỉ huy chính của nhóm Hezbollah tại thủ đô Beirut. Truyền thông Israel cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công dường như nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ Hezbollah cho biết thủ lĩnh Nasrallah và các chỉ huy cấp cao của nhóm vẫn an toàn. Dạng sáng nay, nhiều cuộc không kích đã được Israel tiến hành trong suốt 5 giờ đồng hồ, trong đó ba tòa nhà ở quận Dahine, ngoại ô thủ đô Beirut, đã phát nổ, gây cháy lớn. Quân đội Israel cho biết vụ tấn công diễn ra sau khi yêu cầu sơ tán người dân đã được đưa ra. Nhiều vũ khí của Hezbollah được cất giấu dưới ba tòa nhà này bị phá hủy là nguyên nhân vụ nổ lớn. Đáp lại, Hezbollah cũng đã phóng hàng loạt tên lửa vào thành phố Safit ở Israel giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế, trong đó đề xuất ngừng bắn 21 ngày nhằm tạo không gian đối thoại bị gạt sang một bên. Dẫu vậy, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vẫn khẳng định cuộc chiến ở Lebanon có thể dẫn đến leo thang hơn nữa. Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất ngừng bắn tạm thời, cho phép cung cấp, cứu trợ nhân đạo và mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán nghiêm túc vì một nền hòa bình lâu dài trên đường xanh, biên giới Israel-Libanon. Chúng ta cần lệnh ngừng bắn này ngay bây giờ. Chúng ta không thể để các cuộc đàm phán vô tận như chúng ta đã làm ở Gaza. Chúng ta phải tránh một cuộc chiến tranh khu vực bằng mọi giá. Gaza vẫn là tâm điểm bạo lực và Gaza là chìa khóa để chấm dứt nó. Hôm qua, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng các nước Saudi Ả Rập và Hồi giáo cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động để ngăn căng thẳng tại Trung Đông leo thang thành một cuộc chiến toàn diện. Ngoại trưởng Aiman Safadi cho biết, nguy cơ khu vực rơi vào một cuộc chiến tranh thực sự đang gia tăng từng ngày, hãy ngăn chặn mối nguy hiểm này trước khi quá muộn. Thế giới có các công cụ pháp lý, chính trị và hoạt động để có thể đánh bại nó, hãy áp đặt lệnh trừng phạt, ngừng cung cấp vũ khí cho Israel và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Hãy bảo vệ khu vực và thế giới bởi hậu quả của hành động Israel sẽ không chỉ dừng lại ở biên giới Trung Đông. Ngoại trưởng Na Uy và đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc dù khẳng định ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng cũng nhấn mạnh các quyền của người dân khu vực và số lượng người dân thương vong trong các chiến dịch quân sự của Israel là không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra chỉ thị điều chỉnh lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu cần thiết nhằm tăng cường khả năng gian đe và bảo vệ lực lượng trong bối cảnh khu vực leo thang căng thẳng. Reuters dẫn thông tin từ Nhà Trắng vào ngày 27 tháng 9 cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc đánh giá và điều chỉnh tư thế lực lượng Mỹ ở Trung Đông khi cần thiết nhằm tăng cường khả năng gian đề, đảm bảo, bảo vệ lực lượng và hỗ trợ đầy đủ các mục tiêu của Mỹ. Thông báo cho biết thêm, Tổng thống Biden cũng chỉ đạo đội ngũ của mình đảm bảo rằng các đại sứ quán Mỹ trong khu vực thực hiện mọi biện pháp bảo vệ thích hợp. Chỉ thị được đưa ra không lâu, sau khi Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ điều thêm lực lượng bổ sung đến Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden đang liên tục nhận báo cáo cập nhật về tình hình Trung Đông, đặc biệt sau khi Israel tấn công sâu vào Lebanon nhắm đến trụ sở của Hezbollah ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Washington không liên quan và cũng không được Israel thông báo trước về cuộc tấn công sâu vào Beirut. Ông nhấn mạnh các bên cần kiềm chế để tránh một cuộc chiến toàn diện. Ông nói, ngoại giao tiếp tục là con đường tốt nhất phía trước và đó là cách nhanh nhất để giúp những công dân Israel và Lebanon trở về nhà ở biên giới. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của liên minh châu Âu Josep Borrell lấy làm tiếc vì không ai có thể ngăn cản Israel Ông Bould nói, những gì chúng tôi làm là gây áp lực ngoại giao để đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng dường như không ai có thể ngăn cản thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở cả Gaza lẫn bờ Tây. Ông cho rằng Israel đã quyết tâm loại bỏ Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon. Israel tuyên bố trong đợt tập kích đêm ngày 27 tháng 9, Israel đã loại bỏ một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah, trong đó có chỉ huy đơn vị tên lửa Muhammad Ali Ismail. Hiện chưa rõ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah có nằm trong số các nạn nhân hay không. Israel đang tiếp tục kiểm chứng thông tin liên quan đến số phận của ông Nasrallah. Sau khi tập kích trụ sở Hezbollah, Israel tiếp tục tấn công các tòa nhà phía nam Beirut mà họ nghi ngờ là nơi Hezbollah dùng để cất giấu vũ khí. Dạng sáng nay, quân đội Israel cảnh báo không cho phép bất cứ máy bay chở vũ khí nào hạ cánh xuống sân bay Beirut. Chuẩn đô đốc Daniel Hakari, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, cho biết máy bay của không quân Israel đang tuần tra khu vực sân bay Beirut. Đây là sân bay dân dụng dành cho mục đích dân sự và phải được giữ nguyên như vậy. Trong nhiều giờ, tiếng còi xe cứu thương, tiếng ầm ầm của máy bay chiến đấu trên đầu và tiếng ồn của máy bay không người lái và tiếng kêu cứu của người dân đã hòa vào nhau kéo theo sự hỗn loạn. Chính quyền Beirut hối thúc người dân tìm nơi trú ẩn. Sáng sớm ngày 28 tháng 9, không quân Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tập kích dữ dội vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Đây là loạt cuộc không kích thứ hai liên tiếp của quân đội Israel vào thủ đô quốc gia láng giềng chỉ trong ít giờ qua, đánh dấu bước leo thang mới đáng lo ngại trong chiến dịch không kích quy mô lớn chưa từng có của Israel vào Lebanon. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo máy bay chiến đấu của không quân nước này đã oanh tạc ba tòa nhà ở quận Dahiyeh ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon vào sáng sớm nay. IDF khẳng định các tòa nhà bị tấn công là nơi lực lượng Hezbollah cất giấu các tên lửa đối hạm. Đợt không kích mới được tiến hành chỉ ít giờ sau khi IDF thông báo đã tấn công tổng hành sinh của Hezbollah ở cung quận Dahiyeh hồi tối qua. Cuộc tập kích do máy bay chiến đấu F35 thực hiện nhằm hạ sát tổng thư ký Hassan Nasrallah cùng các lãnh đạo cấp cao khác của Hezbollah, người phát ngôn IDF chuẩn Đô đốc Daniel Hagari sáng sớm nay cho biết quân đội Israel đang đánh giá kết quả cuộc tấn công và xác định số phận của thủ lĩnh Hezbollah. Về phần mình, một nguồn tin Hezbollah sáng nay tuyên bố các lãnh đạo cấp cao của nhóm này không thể bị xâm hại, nhấn mạnh rằng ông Nasrallah cùng các thủ lĩnh khác của Hezbollah vẫn đang an toàn. Trước đó, Hezbollah cũng khẳng định các tuyên bố của Israel về cuộc tấn công vào tổng hành sinh Hezbollah là sai sự thật. Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc không kích của Israel vào ngoại ô Beirut tối qua khiến 6 người chết và 91 người bị thương. Tuy nhiên, Bộ Y tế Lebanon không đề cập danh tính những người thiệt mạng. Trong phản ứng mới nhất về cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Libanon vào tối ngày 26 tháng 9, Tổng thống Iran Masao Pazekian nhấn mạnh rằng cuộc không kích là tội ác chiến tranh trắng trợn và một lần nữa cho thấy bản chất của Israel là một nhà nước khủng bố. Tổng thống Iran gửi lời chia buồn tới nhân dân Libanon và gia đình những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi các quốc gia hồi giáo lên án hành vi tội ác của Israel. Ở một diễn biến liên quan, trong tuyên bố trực tiếp trên truyền hình vào sáng sớm nay theo giờ địa phương, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cảnh báo rằng Israel sẽ không cho phép vũ khí được chuyển từ bên ngoài vào Lebanon cho phong trào Hebola, bao gồm qua đường sân bay quốc tế Beirut. Ông Hakari cho biết không quân Israel vẫn đang tuần tra khu vực sân bay Beirut và sẽ không cho phép bất kỳ chuyến bay nào có vũ khí được hạ cánh xuống sân bay này người phát ngôn idf nêu rõ beirut là sân bay dân sự nên chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự theo truyền thông libanon và ả rập đây là lời đe dọa đáng lo ngại của quân đội israel bởi nó ám chỉ khả năng lực lượng này sẵn sàng tấn công vào sân bay beirut với lý do ngăn chặn vũ khí chuyển cho hezbollah Trước đó, tư lệnh lực lượng không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar, hôm 26 tháng 9 cũng nêu rõ, một trong những ưu tiên hàng đầu của không quân Israel tại Lebanon trong giai đoạn hiện nay là ngăn chặn vũ khí của Iran, chuyển cho Hezbollah. Trong tuần qua, Israel đã thực hiện một số cuộc không kích ở Beirut nhằm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Ngày 26 tháng 9, một cuộc không kích ở miền đông Lebanon đã giết chết 20 người, hầu hết là người di cư Syria theo các viên chức y tế Libanon cho biết. Cũng vào ngày 26 tháng 9, Bộ Y tế Lebanon cho biết hai người đã thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi Israel không kích trúng một tòa trung cư ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết cuộc không kích đã giết chết một chỉ huy máy bay không người lái của Hezbollah, Mohamed Hussein Surur. Đơn vị quản lý rủi ro thiên tai của Lebanon cho biết trong một báo cáo hôm 26 tháng 9 rằng 60 người đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel ở Lebanon và 81 người bị thương trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ ngày 23 tháng 9 tại Lebanon lên 696. Báo cáo cho biết hơn 1.540 người đã thiệt mạng tại Lebanon trong cuộc xung đột giữa Ebola và Israel kể từ tháng 10 năm ngoái. Sau vụ nổ ở Beirut, hàng chục quả đốc kết đã được bắn về phía thành phố Safit, miền bắc Israel, sau đó một quả trúng một con phố ở thị trấn gần đó. Quân đội cho biết tổng cộng là có 175 quả đốc kết được bắn từ Lebanon vào ngày 26 tháng 9, hầu hết đều bị chặn lại hoặc là rơi xuống các khu vực chống chảy, một số gây ra cháy rừng. Các cuộc không kích diễn ra sau khi chỉ huy quân đội Israel cho biết hôm 25 tháng 9 rằng đất nước đang chuẩn bị một chiến dịch trên bộ có thể xảy ra ở Lebanon sau khi Hezbollah phóng hàng chục quả tên lửa vào Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết hôm 26 tháng 9 rằng Israel đang dốc toàn lực tấn công Hezbollah và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Tổ chức di cư quốc tế ước tính hôm 26 tháng 9 rằng hơn 200.000 người ở Lebanon đã phải di rời kể từ khi Hezbollah bắt đầu bắn đốc kết vào miền Bắc Israel để ủng hộ Hamas trong cuộc chiến với Israel ở Gaza. Con số đó bao gồm hơn 100.000 người đã phải di rời trước khi căng thẳng leo thang trong tuần này. Các nước phương Tây đang cân nhắc các cách sơ tán công dân ra khỏi Lebanon một cách an toàn nếu xung đột toàn diện nổ ra. Trong đó, Cyprus và có thể là Thổ Nhĩ Kỳ được coi là nơi trú ẩn cho hàng chục nghìn người. Cyprus là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu gần nhất, cách Libanon khoảng 264 km. Sip đã đi đầu trong các nỗ lực cứu trợ hàng hải cho Gaza và trước đây đã được sử dụng để điều phối các cuộc di tản khỏi Lebanon. Cyprus đã xử lý khoảng 60.000 người chạy trốn khỏi cuộc xung đột Ebola Israel vào năm 2006. Một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Pháp, Anh và Đức, có hàng nghìn công dân sinh sống hoặc là đi qua Lebanon các nước này đã làm việc để chuẩn bị kế hoạch với SIP trong những tháng gần đây trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện. Các nhà ngoại giao cho biết các quốc gia khác không có cơ sở hạ tầng quân sự cần thiết trong khu vực cũng sẽ cần được giúp đỡ để sơ tán công dân của họ. Xung đột Hezbollah Israel khiến Lebanon bị ngập trong khủng hoảng. Các cuộc không kích của Israel vào Nam Lebanon đã làm hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn là một quốc gia đang đối mặt với tình trạng kinh tế hỗn loạn, liệu Lebanon có xử lý được cuộc khủng hoảng tị nạn mới hay không? Theo DW và BBC, tình trạng tắc nghẽn giao thông trầm trọng đã xảy ra khi người dân chạy trốn khỏi miền Nam Lebanon để thoát khỏi các cuộc không kích liên tục vào khu vực này, họ chạy về phía Bắc và nhiều người phải ngủ trong công viên hoặc trường học, nhiều người sơ tán cho hay họ vừa thoát khỏi địa ngục. Một người đàn ông đi cùng con cho hay, tình hình rất khó khăn, nhiều đường phố bị chặn và các cuộc không kích xảy ra ngay trước mắt chúng tôi mỗi khi chúng tôi cố gắng di chuyển. Cuối cùng, vào khoảng 18 giờ, một chiếc xe đi tới và đưa chúng tôi tới Sidon vào lúc rạng sáng. Một người phụ nữ khác kể, chúng tôi đang trong cơn khủng hoảng, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính và khủng hoảng y tế. Chúng tôi không có gì, cộng thêm chiến tranh, điều này vượt quá dự đoán của chúng tôi, tôi không ngờ tới xung đột, mọi người rời bỏ lang mạc, nhà cửa, không từ ngữ nào có thể giải thích được tình hình hiện nay. Libanon là một quốc gia nhỏ bé giáp danh với Israel và Syria. Đất nước này có diện tích là 10.000 km vuông và dân số là 5,5 triệu người. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào các khu vực do Hezbollah kiểm soát, buộc người dân phải di chuyển đến Sidon, thủ đô Beirut, Tripoli, thành phố lớn thứ hai ở Lebanon, dù những nơi này cũng bị oanh tạc và vượt biên sang Syria. Lebanon vẫn đang phục hồi sau vụ nổ lớn vào năm 2020, vụ nổ khiến phần lớn khu vực cảng của Beirut bị san phẳng, góp phần xây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ. Ngoài ra, Israel được cho là đã từ lâu can thiệp vào chính trường Lebanon gây căng thẳng tôn giáo và ủng hộ Hezbollah. Nhóm vũ trang Hezbollah đã bắn nhiều quả tên lửa vào Israel nhằm ủng hộ nhóm Hamas của Palestine sau vụ việc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lebanon cũng đã tiếp nhận khoảng một triệu người tị nạn Syri trong thập kỷ qua. Nhiều người trong số họ hiện đã phải di rời một lần nữa. Hiện tại, Syri cho biết hàng trăm người ở Lebanon đã vượt biên giới vào Syri khi họ chuẩn bị tiếp nhận thêm người. Các nhân viên cứu trợ nói họ chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở quy mô này. Theo ông Mustafa Hizazi, người đứng đầu đơn vị quản lý khủng hoảng Sidon, chúng tôi đang thiếu thực phẩm và các bộ dụng cụ vệ sinh. Các trường học đang gặp vấn đề lớn, bắt đầu từ nhà vệ sinh đến việc cố gắng tìm nhiên liệu phát điện. Ngoại trưởng Libanon hy vọng sẽ gặp các quan chức Mỹ trong những ngày tới. Quan chức này cho biết chỉ có Mỹ mới có thể tạo ra sự khác biệt trong tình hình này.